người hâm mộ. Chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao của các nhà vô địch pháo hoa quốc tế, trải nghiệm kỳ thú có 102 cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012, sắc màu Đà Nẵng. Đêm 29 và 30 tháng 4 năm 2012, truyền hình trực tiếp trên sóng VTV. Xem chi tiết tại www.pháohoa.danang.vn.